Ngày 19 tháng 7 vừa qua, bà Nguyễn Thị Như Loan, mẹ ruột vị doanh nhân nổi tiếng Cường Đô La, bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an bắt tạm giam về hành vi vi phạm những quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Dàn cựu lãnh đạo ngành cao su cũng ngay lập tức bị khởi tố do các cáo buộc liên quan. Cùng với đó, một số cổ phiếu trên sàn chứng khoán cũng bị liên đới như Quốc Cường Gia Lai, mã chứng khoán QCG và Novaland, mã chứng khoán NVL. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Mối liên hệ giữa các sự việc này là gì? Các khán thính giả hãy cùng Spider Room và tác giả Anh Tuấn Vũ tìm hiểu chi tiết toàn bộ sự việc này trong các phân tích tiếp theo sau đây. Tất cả sự việc xảy ra xoay quanh khu đất vàng rộng hơn 6.200m2, nằm ở số 39-39B, Bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày trước, khu đất này thuộc sở hữu nhà nước do công ty Cao su Bà Rịa và Cao su Đồng Nai quản lý. Cả hai công ty này đều thuộc tập đoàn Cao su Việt Nam và tập đoàn này thuộc sở hữu của nhà nước. Cuối tháng 12 năm 2009, hai công ty Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa góp vốn thành lập một công ty mới và đặt tên là Phú Việt Tín. Trong đó, công ty Cao su Đồng Nai chiếm 72% vốn và Cao su Bà Rịa chiếm 28% vốn. Tháng 3 năm 2010, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định giao khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho công ty Phú Việt Tín để đầu tư, xây dựng dự án theo các quy hoạch. Tuy nhiên sau đó, công ty đã không làm đúng như là quy hoạch và các sai phạm bắt nguồn từ đây. Sai phạm xảy ra ngay sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao đất, cơ cấu cổ đông của công ty Phú Việt Tín bỗng dưng có sự thay đổi lớn khi có sự xuất hiện của công ty Rachel Harvest Finance đến từ Hàn Quốc. Tính đến tháng 4 năm 2010, công ty Rachel Harvest Finance đã chiếm hữu tới 80% số vốn của Phú Việt Tín. Tỷ lệ góp vốn của công ty Cao su Đồng Nai và công ty Cao su Bà Rịa lần lượt chỉ còn 14,4% và 5,6%. Công ty nước ngoài kia sau khi đã có quyền biểu quyết cao nhất thì quyết định không phát triển khu đất vàng theo quy định của nhà nước, mà bắt đầu tìm cách bán nó để kiếm lời luôn. Lúc này, bà Loan và công ty Quốc Cường Gia Lai chính là bên mua. Bước 1, công ty nước ngoài này ủy quyền cho một nhân vật là bà Lê Y Linh bán 80% số cổ phần mà họ đang nắm giữ của công ty Phú Việt Tín. Lưu ý rằng, bà Lê Y Linh là tổng giám đốc công ty thương mại tổng hợp Việt Tín. Công ty này không phải là công ty Phú Việt Tín đang sở hữu đất vàng. Bà Linh sau đó lại ủy quyền việc bán 80% số cổ phần công ty Phú Việt Tín trên cho công ty đầu tư và thương mại Việt Tín, do ông Đặng Phước Dừa làm giám đốc. Công ty này có tên gần giống nhưng mà không phải công ty Phú Việt Tín đang sở hữu đất vàng, cũng không phải công ty thương mại tổng hợp Việt Tín mà bà Linh làm giám đốc. Việc đặt tên các công ty gần giống nhau này có thể là một chiêu trò gây nhiễu loạn của các đối tượng. Bước 2. Vào ngày 6 tháng 8 năm 2014, ông Đặng Phước Dừa, giám đốc công ty đầu tư thương mại Việt Tín, hợp đồng bán 19,8% cổ phần công ty Phú Việt Tín cho Quốc Cường Gia Lai. Thế nhưng chỉ 2 ngày sau, tức là ngày 8 tháng 8 năm 2014, bà Lê Y Linh lại bán tiếp 79,2% cổ phần công ty Phú Việt Tín cho Quốc Cường Gia Lai. Tổng cộng, số cổ phần được bán cho Quốc Cường Gia Lai là 99%, trong khi tổng số cổ phần mà công ty nước ngoài kia sở hữu chỉ có 80% mà thôi. Thông qua các giấy tờ mà bà Linh cung cấp, cơ quan điều tra cho biết bà Loan biết rõ điều này nhưng vẫn đồng ý mua. Việc chỉ có 80% cổ phần mà vẫn bán được 99% là điều kỳ lạ thứ nhất. Điều kỳ lạ thứ hai là tổng số cổ phần trong công ty Phú Việt Tín của hai công ty Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa bỗng dưng từ 20% giảm xuống chỉ còn 1%. Và ngày 10 tháng 9 năm 2014 cũng bán nốt cho Quốc Cường Gia Lai với giá 2,2 tỷ. Thế là nhà nước không còn sở hữu bất kỳ mét vuông đất nào của khu đất vàng nữa, tất cả đã sang tay cho Quốc Cường Gia Lai. Điều kỳ lạ thứ ba liên quan đến việc ngụy tạo hồ sơ mua bán lòng vòng để ăn chặn tiền của nhà nước. Số là, trên giấy tờ thì bà Loan phải trả 217 tỷ đồng cho lần mua 79,2% cổ phần từ bà Linh và trả 54,2 tỷ đồng cho lần mua thứ hai, là 19,8% cổ phần từ ông Dừa. Tuy nhiên, theo các ủy nhiệm chi thì bà Loan đã chuyển 240 tỷ đồng cho ông Dừa và phần lớn được chuyển từ trước khi ký hợp đồng. Trong khi với khoản 217 tỷ đồng phải chuyển cho bà Linh thì đến nay, Quốc Cường Gia Lai vẫn chưa thể cung cấp đầy đủ chứng từ cho cơ quan điều tra. Theo tập đoàn Cao su định giá,
giá bán khu đất vàng trên để làm dự án chỉ có hơn 100 tỷ đồng vào năm 2014. Tuy nhiên, bà Loan đã phải trả 464 tỷ đồng để sở hữu khu đất. Tuy nhiên, đó là theo lời của bà Loan kêu oan là như thế. Thực hư là thế nào thì chúng ta sẽ đợi cơ quan điều tra làm rõ trong tương lai. Cũng chỉ vài tháng sau thời điểm mua lại toàn bộ cổ phần, Quốc Cường Gia Lai đã bán sạch vốn tại Phú Việt Tín cho hai doanh nghiệp và một cá nhân khác, thu về hơn 840 tỷ đồng. Trong khi đó, số tiền thu về ngân sách nhà nước chỉ là 186 tỷ. Như vậy, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, Quốc Cường Gia Lai đã thu về khoản lãi gần 382 tỷ đồng từ khoản đầu tư chớp nhoáng này. Báo cáo tài chính hợp nhất trong năm 2014 của Quốc Cường Gia Lai cũng ghi nhận khoản lãi bất thường này. Cuối tháng 3 năm 2017, công ty Phú Việt Tín đã sáp nhập vào công ty đầu tư và phát triển bất động sản Phúc Nguyên, trở thành công ty đầu tư và phát triển bất động sản Nova Phúc Nguyên, một công ty con của Novaland. Khu đất được đầu tư thành chung cư cao cấp có tên The Chaser, với hàng nghìn căn hộ đã bán hết cho khách hàng sử dụng từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, do dự án vẫn đang bị thanh tra, nên các hộ dân mua căn hộ tại dự án vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về phía Quốc Cường Gia Lai, trước khi có tin bà Loan bị bắt, cổ phiếu của công ty đã có đà tăng giá tốt hơn 100% từ vùng đáy đầu năm 2024, nhờ được hưởng lợi từ việc nhận lại mảnh đất trước đó có tranh chấp với cả công ty Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan. Sau khi có tin tức bắt giữ CEO, cổ phiếu của công ty này đã giảm liên tiếp 7 phiên. Tính từ mức đỉnh cao nhất trong năm vào tháng 4 năm 2024, thì giá cổ phiếu đã giảm đến 70%. Đến ngày 29 tháng 7 năm 2024, thì giá cổ phiếu mới có dấu hiệu phục hồi khi Quốc Cường Gia Lai tổ chức đại hội đồng cổ đông vào ngày 30 tháng 7. Ông Nguyễn Quốc Cường, tên thường gọi là Cường Đô La, con trai của bà Loan, được chọn để nắm vị trí CEO Quốc Cường Gia Lai sau khi bà Loan bị bắt. Sơ bộ xem xét lại báo cáo tài chính công ty ban đầu, ông Cường khẳng định tín hiệu tốt là Quốc Cường Gia Lai không có bị lo ngại về dòng tiền. Hiện tại, công ty có từ 4.900 đến 5.000 tỷ đồng nợ trên vốn 9.000 tỷ đồng. Con số này là lớn và số lãi hiện tại của công ty đang chi trả khoảng 3%, tầm 300 tỷ đồng. Mặc dù nằm trong hội đồng quản trị và ban lãnh đạo, nhưng ông Cường nắm giữ lượng cổ phiếu rất ít, chỉ 537.000 cổ phiếu, tương đương với 0,2%. Một con số rất nhỏ so với tỷ lệ nắm giữ 37,05%, tương đương gần 102 triệu cổ phiếu của bà Loan, và gần 14,32%, gần 39,4 triệu cổ phiếu của em gái ông Cường là bà Nguyễn Ngọc Huyền My. Một nhân vật khác là em gái của bà Loan, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, nắm giữ khoảng 3,52%, tương đương 9,7 triệu cổ phiếu. Vợ của ông Cường là Đàm Thu Trang, không sở hữu cổ phiếu và không liên quan gì tới Quốc Cường Gia Lai. Trước đó, ông Cường cũng đã nằm trong ban lãnh đạo và hội đồng quản trị của Quốc Cường Gia Lai trong hơn một thập kỷ. Ông được bổ nhiệm vị trí phó tổng giám đốc năm 2006 khi mới 24 tuổi. Năm 2008, ông Cường có mặt trong hội đồng quản trị. Trong khoảng thời gian ông Cường nắm quyền tại Quốc Cường Gia Lai, tình hình của doanh nghiệp phố núi có vẻ như là không khả quan lắm. Khi ghi nhận nợ nần lớn, cùng với đó là nhiều sai phạm, Quốc Cường Gia Lai cũng dính tai tiếng với dự án 39-39B Bến Vân Đồn hồi năm 2014. Và công ty này cũng dính lùm xùm với hai dự án Phước Kiển, trong đó có vụ mua hụt đất vàng giá bèo gần 1,3 triệu đồng trên mét vuông tại dự án Phước Kiển 32 hectare, khiến lãnh đạo công ty Tân Thuận thuộc văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị kỷ luật. Về trách nhiệm với cổ đông, Quốc Cường Gia Lai cũng có nhiều lần công bố thông tin sai hay là chậm, hoãn tổ chức đại hội cổ đông khi thời gian ông Cường đang làm người công bố thông tin. Tháng 6 năm 2022, Quốc Cường Gia Lai cũng không tổ chức được đại hội cổ đông thường niên vào năm 2022. Đại hội cổ đông năm 2021 cũng tổ chức muộn hơn so với bình thường từ 8 đến 9 tháng. Với lần quay lại này, ông Cường Đô La có thể vực dậy Quốc Cường Gia Lai trong tương lai hay không? Chúng ta sẽ chờ thời gian trả lời. Cuối cùng, để xảy ra một sự việc mang tính hệ thống như vậy thì bà Loan không thể hoạt động một mình. Trong vụ án hình sự này, cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố và bắt tạm giam nhiều bị can liên quan khác để điều tra và làm rõ. Họ đều từng là các lãnh đạo cấp cao, các tổng giám đốc và các chủ tịch hội đồng và giữ nhiều trọng trách trong tập đoàn cao su Việt Nam. Kết luận, từ một khu đất vàng được giao cho doanh nghiệp nhà nước với chi phí sử dụng chỉ 100 tỷ, bỗng chốc rơi vào tay các doanh nghiệp tư nhân, các cá nhân, thay vì đầu tư phát triển dự án, họ lại mua bán kiếm lời gấp cả chục lần chỉ sau vài tháng ngắn ngủi. May thay, sự việc dù đã diễn ra từ rất lâu nhưng vẫn bị phát giác vào năm 2021 nhờ thanh tra chính phủ khi kiểm tra khu đất đã nghi vấn rằng
tại sao một khu đất thuộc tài sản công lại được chuyển giao cho một doanh nghiệp tư nhân mà không qua bất kỳ một bước đấu thầu nào. Thanh tra chính phủ sau đó đã đề nghị Bộ Tài chính điều tra và chuyển cho cơ quan công an xử lý nếu có dấu hiệu hình sự. Và kết quả thì chúng ta cũng đều đã thấy ở các mặt báo trong những ngày gần đây. Như vậy, bà Loan cùng các đồng phạm có sai phạm không? Và nếu sai phạm thì sẽ bị xử lý như thế nào để răn đe các trường hợp về sau? Để làm đúng theo tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quyết tâm chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thì chúng ta sẽ cùng chờ những kết luận tại tòa án để biết rõ nhé. Và đó là toàn bộ sai phạm được cập nhật tới thời điểm hiện tại của bà Nguyễn Thị Như Loan, Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai và các bên liên quan. Các khán thính giả có suy nghĩ như thế nào về sự việc này? Hãy cùng để lại bình luận ở phía bên dưới video và thảo luận cùng chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem trọn vẹn video của Spider Room. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!